Xin chào anh em đam mê nha, lại là mình đây anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip bán phô mai Vàng Bình Thuận, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Đấy. Hôm nay thì mình có một số phôi khá đẹp anh em ạ. Toàn là cây đẹp không. Đấy anh em ha, cây đẹp đẹp không anh em ư. Nhanh tay nhanh chân vào lại sưu tầm thôi anh em ư. Đây, đấy, ok. Chi đồ, có cây bục, có cây này chi đẹp lắm anh em ạ. Chi quá vip luôn. Thì anh em cũng biết mình rồi, mình thì bán phôi mai vàng Bình Thuận nha. Mình lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Trên kênh của mình là Đặng Sinh Cảnh, trên kênh YouTube anh em. Rồi anh em sắp xếp thời gian cái giờ đó, giờ mình lên vào xem, ủng hộ, sưu tầm luôn anh em. Những cái cây nào mình thích thì em có số điện thoại bên trên đó. Với lại em có cái mã số cây, gồm có ngày tháng, mã số cây, rồi giá tiền niên yết. Em thì bán bao ship toàn quốc nha mọi người. Mọi người vào chốt thì khỏi lo cái vấn đề tiền ship, cứ ship tới nhà cho anh em thôi. Đấy, mời anh em xem cái cây đầu tiên nè anh em ạ. Khu vực của mình thì hôm nay nắng rất là đẹp. Đấy, khung cảnh của khu vực mình này nè, rất là đẹp nha. Anh Vinh chào anh em cái. Anh Vinh thấy luôn em, lại mình đây. Bữa nay có mớ phôi đẹp, mấy anh em vô ủng hộ anh em đi rừng để có động lực đi tiếp nha anh em. Đấy, thời phôi đầu tiên cây này rất là nghệ thuật nha anh em nha. Cây chân dài bấm xuống. Đấy, chân dài bấm xuống. Cây gân rú nha anh em nha. Cây có cái đuôi nữa nè. Cái này là phần rễ cây anh em ạ. Cây toàn là gân rú không anh em thấy. Cây có miếng thẹo đây. Cây có miếng thẹo đây nha mọi người. Cây thì rất là đẹp. Nghệ thuật. Rồi, mời anh em xem thông số luôn. Vé đục chút. 35 chục lấy cho người đục cao 58 chân dài thốt thân là 41 bay ra là 70 bầu dài 36 dứt anh em. Rồi chốt cây đầu tiên cho rực rỡ anh em. Rồi anh em lại tiếp tục là anh em nè, một phôi mã số 2 nha anh em nha. Cây này thì mình ủ đá lên nhựa rất là xong rồi anh em ạ. Cây lên nhựa bao đẹp luôn, bao sung luôn nha anh em nha. Cây giót ngọn, cây bồ đế khá ok, dễ nhiều. Cây lắc lượng nha anh em, lượng ra khỏi tấm chậu nha. Hãy dần đỉnh lên giót ngọn. Mời anh em xem thông số ơi. Quanh 25 cao 68 bầu dài 36 dứt anh em. Cây đẹp quá anh em ạ. Cây hơi trực trực xiên nha anh em nha. Rồi anh em tiếp tục anh em nè, một phôi nữa. Chi nè, đế nè. Đế đầy đủ nha anh em nha. Cây lắc nè, mini lắc. Được, cây sạch không tì vết luôn anh em ạ. Dốc ngọn. Lên nhựa chưa? Xoay vòng cho anh em coi anh em. Cây khá ok nha anh em nha. Mini liền lạc á. Mời anh em xem thông số ơi. Quanh 24 cao 54 bầu dài 34 dứt anh em. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa anh em ơi. Phôi này thì bệ đế khá đẹp nha anh em nha. Dễ đế đầy đủ nè, cây lên nhựa. Cây khá ok. Cây này dạng cây trực quăng nhăn nha anh em nha. Cây đã lên nhựa ổn định nha anh em. Cây bèn chi rất là đẹp. Lượng thăng lắc co nhiều, xoay vòng anh Vinh. Đế chảy xuống vững. Đấy, làm cây văn nhăn cũng được. Mời anh em xem thông số nha. Cây khá khủng anh em ơi. Hoành 28 Hoành 28 chứ đâu ít. 30 cao 90 chín rồi. Bay 99 ổng xem chín lên. Bầu dài 43 chốt đơn nha anh em nha. Rồi anh em ơi, tiếp tục một cây nữa anh em nè. Cây này thì bệ rất là khủng nha anh em nha. Bệ cứ hoành 500 á anh em. Rồi đế rất là ok, đế chảy đều nở. Bên này hơi lép tí nè. Cây chuẩn bị lên nhựa. Cây thì quá sạch, không tì vết, giót ngọn, chi đẹp. Rồi mời anh em xem thông số nha. Cây được đấy. Hoành 31 cao 61 bầu dài 46 dứt anh em. Cây khá ok, giót cực gắt nha anh em nha. Mời anh em sưu tầm nha, dứt đi. Rồi tiếp tục anh em nè, một khôi đế rễ tạm được nữa nè. Đế rễ này nè.
khói co đây nè, ở đây khói co rất là chì rất là nét nha anh em nha, dốc ngọn toàn bộ cây giống như con gì vậy đó, khá lạ nha anh em. Gì em áo ra luôn. Thôi mời anh em xem thông số. Hoành 28. Chỗ này không, không dễ nè. Cao 30. Bay 56. Bầu dài 44. Rồi, dứt mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Rồi, mời anh em tiếp tục anh em. Một khôi bể đế khá đẹp nữa. Đấy, cây bể đế khá ok. Cây này thằng lắc nha anh em. Có miếng thiệu cho đây. Thằng lắc chắc là nghệ thuật dốc ngọn anh em à. Cây khá ok đấy. Mời anh em xem thông số nè. Hoành 34. Cao 38. Đúng. Đáng. Bầu dài 40. Dứt anh em. Rồi anh em lại tiếp tục nè anh em nè, một phôi nữa. Cây này thì đế rễ tạm được thôi anh em. Đế rễ tạm được thôi. Để coi chân bấm xuống nè. Này coi chân nữa anh em. Cây này màu đất trắng hơi nhão tí, đất hơi vàng vàng chứ không phải trắng lắm nha anh em. Nhìn chi mịn rất là đẹp. Hãy cây lượn 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 nha anh em nha. Hỏi xoay vòng cho anh em xem cây đồ ổn định ấy. Cây được đấy anh em à. Cây này được cái gót chi hết luôn anh em. Mời anh em xem hoành. Sạch không tì vết. Hoành 26. Cao 82. Bay 90. Bầu dài 49. Dứt anh em. Mời anh em. Chút. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em. Một phôi đế nôm nha. Đế nôm cực kỳ đẹp không anh em ha. Cây liền lạc nhớ. Con mới theo chỗ đây thôi. Dốt ngọn khá ok. Lên nhựa là hiểu rồi cái gì vậy? Lên nhựa quá sung luôn nè. Mời anh em xem thông số nha. Hơi lắc nhị. Hoành 33. Cao 68. Bầu dài 43. Chốt đơn anh em ơi. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em nè. Một phôi một cốt dễ nhiều đế đẹp nha anh em nha. Một cốt nha anh em nha. Cây có một miếng thẹo đây, một miếng thẹo đây nữa nè anh em. Dàn chi thì quá đẹp luôn. Tuyệt vời, ba chi thôi không cần nhiều. Dưới một chi nữa. Kiếp lại được. Rồi, mời anh em xem thông số cây nè. Hoành 42. Ôm thẳng vô. Cao 77. Bầu dài 49. Rồi. Dứt anh em. Chốt đơn. Rồi anh em tiếp tục một phôi nữa nè anh em nè. Một phôi đế được nè anh em ha. Đế khá ok nha anh em nha. Cây có một hai miếng thiệu cho đây nè. Nhìn chi rất là đẹp, dốt ngọn. Cây trực xiên bài nha anh em nha. Mời anh em xem thông số nè. Cây này là mấy bữa về xong cào về để làm. Hoành 37. Cao 34. Bầu dài 37. Cây cái đẹp. Rễ đế khá nhiều luôn anh em à. Rất là sung nha. Chốt đơn anh em ơi. Rồi một cây nữa anh em ơi. Về đế nè. Về đế tạm được. Lũ nhẹ. Cây lũ, lũ nhẹ nhị chỗ đây là nè. Ba chi. Cây này chụp lắc xiên xiên cho anh em ơi. Xây vòng nữa đi anh em ơi. Cây găng rú cũng được à. Mời anh em xem thông số ơi. Hoành 41. Cao 58. Bầu dài 44. Rồi, chúc ơn nha anh em nha. Rồi tiếp tục anh em, một phôi nữa. Một phôi đế được nữa nè. Đó, dễ được, đế được. Cây có miếng thiệu lũ đây. Nhìn chi cũng được luôn anh em ơi. Rễ nè, rễ nè. Cây ok đấy. Được cái dính lại. Lũ nha anh em nha. Dạng bắt cầu vậy á. Mời anh em xem thông số. Cây có con sâu trong này nè anh em nè. Hoành 55. Cao 37. Bầu dài 60. Chốt đơn anh em ơi. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em nè. Cây khá sung. Cây đế khá ok nha anh em nè. Đế chân dễ đầy đủ nha anh em. Cây có miếng thèo lũ tới đây nè anh em. Thèo lũ đó. Chi thì bao đẹp luôn. Cây khá lạ. Lùng lực. Đúng lùng lực. Sung. Mời anh em xem thông số một cây lùng lực. Hoành 40. Cao 35. Bầu dài 43. Dứt anh em. Cây đẹp á. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em nè. Một phôi trực rất là đẹp nha anh em nha. Lùng lực bài luôn. Đây, các cái bài được chân dễ đây.
cái ghế đầy đủ nha, dốc ngọn, đây có miếng kẹo chỗ này nè anh em, đây khá ok đấy. Được, mời anh em xem thông số. Quanh 33, cao 30, bầu dài 36. Giúp chúc anh em ư. Và anh em ơi, tiếp tục một phôi chân đế rất là đẹp nữa nha anh em nha. Thằng lắc rễ nhiều. Chạy vô đây lắc ức kệ phôi ức vô đây nè. Chì để một tán đây liền. Cắt cái chì này ngắn xuống chúng là đẹp. Cây đã lên nhiều rất là sung nha anh em nha. Đế này bao sung luôn, rễ nhiều, đế được. Cây sang dòng nữa anh. Cũng lạ đấy anh em. Mời anh em xem thông số. Hoành 28, tổng hoành là 40, cao 54, bầu dài 46, dứt anh em. Chốt anh em, tiếp tục một phôi trực nó chi đều, cây sạch không tì vết nha anh em nha. Cây toàn lỡ lỡ nha anh em. Cây bùa đế quá đẹp, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Dễ đế đẹp. Lát đục ở đây ra bôi keo nè. Cây khá ok đó, chị liền lạc hết luôn. Mời anh em xem thông số nha. Một cây trực, trực một cốt. Hoành 36, cao 1m3, phúc thân 43, bộ dài 43. Dứt anh em lại tiếp tục anh em ơi. Một phôi khá ok nữa anh em. Một phôi đế rất là đẹp anh em. Đây, bề đế bao đẹp cho anh em. Đều vững. Cây này thành phẩm rồi anh em. Cây có mấy miếng lũ thép trên thân. Đấy. Lũ dính dính ngoài da thôi nha anh em nha. Đế thì lũ dính dính ngoài da thôi. Nhìn chi thì bao đẹp. Chi mịn hết luôn. Cây này như dạng đã làm một nước rồi anh em. Làm sẵn rồi. Dễ nhiều. Mời anh em xem thông số. Cây khá đẹp nha anh em nha. Hoành 53, cao 43, bầu dài 50. Dứt anh em. Chốt đơn anh em ơi. Anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em. Đế rất là đẹp. Đế đều. Đẹp hư nở. Trời đế đúng không? Cây có miếng thèo lũ đây nè. Đấy, dàn chi cũng được sạch. Cây này chơi lùng mày cắt chi này xuống cho nó lùng luôn anh em. Mời anh em xem thông số nha. Cục cắt này xuống lùng lực đẹp nè anh em. Hoành 46, cao 43, bầu dài 51. Chốt dứt anh em. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa anh em à. Một phôi thăng sóng nhẹ. Rễ đế tạm được nha anh em nha. Rễ đế tạm được ta. Thăng sóng. Thăng sóng găng rú. Hai miếng rũ nha anh em nha. Giờ ở trên, cái bể ở trên nha. Cây ở trên nở ra, ở dưới teo lại. Đấy. Cây trì lực. Mời anh em xem thông số. Hoành 37, cao 1m12, có một chi bay là 70, bầu dài 60, dứt anh em. Chốt được. Em lại tiếp tục anh em nè, một phôi đế được nữa nè. Đế được nha anh em nha. Cây ụt cái bể cái này nhìn đảo anh em. Cây mấy miếng thèo lũ đây nè. Nhìn chi bao đẹp. Mời anh em xem thông số nha. Cây khá ok đấy anh em ạ. Hoành 49, cây lực khá lạ. Cao 49, bầu dài 47. Chốt đơn anh em ơi. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi lắc lượng nữa nha anh em nha. Rồi thắt lắc lượng gióc chi. Để dễ tạm được phôi anh em ạ. Vậy nè. Cây có miếng thèo lũ nè ha. Rất là nghệ thuật nha anh em nha. Đấy. Cây gót ngọn hết luôn anh em ạ. Xem dòng anh Vinh. Cây khá ok nha anh em nha. Lượng đẹp. Mời anh em xem thông số. Hoành 30, cao 98, bay là 89, bầu dài 40. Dứt anh em. Dứt đi. Rồi tiếp tục anh em nè. Một phôi dễ đấy. Khá ok. Để đây ok nha anh em nha. Cây có miếng thèo lũ đây nè anh em.
Cây vàng chi dốc ngọn hết luôn. Cây được ạ, mời em xem thông số ơi. Hoành 439. Cây lạ đấy anh em ạ. Cao 58. Bầu dài 47. Chút đơn anh em ơi. Rồi anh em lại tiếp tục anh em, một phôi nữa. Đế được nha anh em nha. Đế được nè ha. Đế ok, cây có miếng thèo lũ đây. Cây này lên nhựa rất là sung nha anh em nha. Đó, lên nhựa hết rồi. Cây này hai thang lượng đều tinh á. Liền bể rất khủng nha anh em. Đo chuẩn cho anh. Rồi. Quanh 55. Cao 72. Bầu dài 64. Dứt anh em. Rồi, mời anh em sưu tầm một cây bể rế chi đẹp nha. Dứt. Rồi anh em tiếp tục một cây nè anh em. Rễ đế tạm được. Cái này là phần rễ của cây anh em ạ. Có miếng thèo đây nè. Có chi đây lượng đẹp. Đây là cái rễ cây nha anh em nha. Đấy, cây khá lạ nha anh em. Này giống quái thú vậy anh em. Mời anh em xem thông số. Quanh 32. Cao 73. Nhà đế là 76. Chốt đơn anh em. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa. Phôi này phôi cuối cùng clip nha anh em nha. Phôi cuối cùng clip nha anh em nha. Đế rễ tạm được nè anh em. Đấy, đế rễ tạm được nha, cây lắc nhẹ. Cây có miếng thèo lũ trong đây nè anh em nè. Trên đây có mấy miếng thèo lũ nữa. Đó, dàn chi mịn luôn. Gót ngọn luôn. Ủa đế hơi rộng tí, về thu đế lại nha anh em nha. Cây lực á. Hoành 48. Cao 1m05. Tổng ngang dàn đế là 81. Dứt anh em. Rồi, tạm biệt anh em nha. Chúc anh em buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại anh em nha.